Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em trong buổi sáng hôm nay nha. Hiện tại em đang đứng tại Highway Kim Mai, địa chỉ là 189 Phạm Văn Thứ, phường 4, quận 6. Thời gian bán của Highway là từ 6:30 đến 18 giờ hàng ngày. Giá Highway của chúng ta đó là 320 một ký, là ba rọi, đùi là 300. Dạ. Lily đang chặt cây quay. Mình mới vừa nghe Lily nói là được bao nhiêu phần Lily? 35 phần là nửa ký không á hả Lily? 200. Đó, 35 phần nha. Dạ. Đơn hàng khủng mới buổi sáng, giờ này mới 7 giờ nha ông bà cô chú. Dạ. Ồ, khách tấp nập. Bây giờ Lily làm chặt 32 phần, 35 phần. Để 35 phần nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Đó. Mới sáng sớm đơn hàng cũng á, online. Lily chặt để ship online cho khách á. 2 phần nửa ký đúng không? 2 phần nửa ký. Bánh mì, một ổ bánh mì 35 phần heo quay. Rớt cái quạt. Ngã cái quạt kia. Dạ, chuẩn bị vô có liền chị ơi. Một phần, hai phần, ba phần, năm. Sáu. Có bánh mì luôn.
là con lấy nước trang, lấy ớt thêm ớt. Chú Vinh Bào tới. Chứ không lấy nước trang thôi còn gì hết. Chuẩn bị cho khách nè, 35 phần 30 có bánh mì luôn, khách ông bà tới đứng đông lắm. Dạ em nghe bánh mì đợi em tí thành thật. Dạ em nghe, dạ anh tí gì ơi. Dạ. Mì phải bỏ đầy đủ. Rồi, có bánh mì luôn. Sáng đắt như tôm tươi đó, ông bà đang đứng chờ bánh mì. Lily chặt 35 phần heo quay giao online cho khách nè, đó đang làm bánh mì khách tới luôn. Shipper tới. Bên kia này chị ăn, hôm qua đó là có bánh mì. Hổ 15 để nhiêu ba bạch đúng không chị? 15 ba hổ. Để gì từng bạch hay sao? Bạch chung. 145. Hổ 5. Cô mua gì cô? Hả? Cô mua gì cô? 100 ngàn hả cô? Không, 100 ngàn cho em. Em bé à? Chẳng hả? Dạ sách, cho em bé à?
Anh một ổ không anh? Anh ơi, một ổ đúng không? Ba ổ. Đi đi làm bánh mì không kịp luôn á. Mì đã bằng thịt cá nha mấy chị nha anh. Kịp luôn. Đó. Lily quay cuồng buổi sáng. Vừa làm bánh mì, chốt bánh mì đắt như tôm tươi. Vừa chốt 35 miếng heo quay giao cho khách đặt online nè, anh shipper đứng chờ. Đủ chưa anh? Chưa đủ à? Dạ. Cô đi đi sáu cái gì thì tâm ơi nay là thứ gì nè. À, mà để lấy hộp đó. Thầy của chị đây. Tặng ta nha, 60 nha. Anh xếp phục vụ luôn. Nè. Trời ơi, muốn gì chị? Ủa mà má hổ 15 con vậy? Con. Ủa mở 15. Ba hổ và 20. Mỗi 15, 3 ổ 20 đúng không? Vậy lấy em ổ 20, không lấy ngọt. Muối gì anh? Ừ.
đi làm không kịp rồi. Trời ơi, ông bà đứng chờ để ăn bánh mì. Chị em quay cuồng buổi sáng, các ông bà cô chú đến bánh mì theo quay. Cái này họ bỏ ớt em ra.
240. Chị mấy ổ chị? Bánh mì rất là đắt khách. Em 220 chị gái. Chặt chạy chặt chạy đúng không? Yeah. Cái này được không chị? Cái này được không? 22 à? 220. Một ổ không ớt. Ui trời ơi. Ba đổi. Trời gian tùm lum hết. Ba ổ đúng không? Ba ổ ba đổi. Đang xem điện thoại không để ý là cái đoạn đó là như thế nào. 45. Không cắt nha. Đoạn dài. 45. Nửa ký chặt không? À khách đang sắp mặt. Thất bật này là Lily từ nãy ông bà cô chú thấy không? Luôn tay luôn chân. Lily với chị Tâm nè. Trời. Chân sáo đi chú ơi. Dân tung té te túng. Thấy khai quay ở trên bài rồi. Dạ. Bả kia vô, bả kia vô lấy bà. Dạ. Không có ai á. Bỏ đi hoài. Không. Không bỏ đi, chắc tự sẽ ra lấy. Mười lăm. Không kịp luôn đó, bánh mì khách ông bà đứng đông chặt không kịp luôn. Thấy kêu quay ba đội rồi, còn mình thấy là còn miếng đùi đã treo mỡ. Tiếp tục chặt heo quay bánh mì.
Kìa anh shipper giao hàng tới rồi. Chị nè, chị trở ra dùm cái miếng ra đi. Không à, không để dừng. Dừng là cái là khách tới. Món giò hả bé? Chưa có món giò này. Dạ, bữa nay chưa có. Lấy chị một ổ đi. Hai ổ bánh mì chị Tâm. 30 có thối không anh? Có, thối 20. Rồi, cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo của em. Bye bye. Chú shipper gần nhà. Địa chỉ chúng ta đó là 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 nha ông bà cô chú. Ngoài địa chỉ 189 Phạm Phú Thứ thì chị Mai còn bán ở khu B chợ Bình Tiên, cũng như là 46 Trần Quý. Cả nhà nếu mà thuận tiện đường nào thì mình có thể là mình ghé đường đấy nha. Bye bye.